chơi thôi. Alphonso David ở đầu luôn à. Khó vậy. Ui, Croatia, CM hiện tại có 262 điểm và chúng ta có 9.848 SC để chơi sự kiện này. Nó khá là căng để full đấy. Nó khá là căng để full ở cái mức điểm như vậy ấy, ở cái mức SC như vậy. Nhưng mà mình cứ thử đi. Chơi thôi. Ui giời ơi. Thế là cũng full được rồi. Thế là cũng full được rồi anh em ạ. Trời ơi. Thế là full được rồi, đỡ phải bù. Hên đấy. Hên là có mình gọi là nạp chiết khấu ấy, nếu mà nhìn mình không nạp chiết khấu thì thôi nhờ. Và cái công sức nãy giờ ấy, công sức nãy giờ anh em mình đợi ấy, nó xứng đáng nhờ. Đấy, nếu mà như không nạp chiết khấu là thôi. Coi như giặc là khỏi full luôn. Đó. Thôi, đợi quà về nhé, đợi quà về nhé. Trời ơi. Nó không có SC, không SC anh em ạ. Ok, và mình sẽ chọn quà nhé. Mốc cuối cùng chắc chắn là bắt tôi bắt rồi. Chắc chắn là bắt tôi bắt chỉ định 70 rồi. Và cái này thì lúc nãy ra con gì đấy nhỉ? Ashley Cole à. Thôi, làm lại cầu gói này là an toàn nhất rồi. Có Chelsea là an toàn nhất rồi. Chắc là cap, có lẽ là cap. An toàn. Và cái này chắc là FA. Đấy. Ở cái mốc mốc 600 điểm. Mốc 600 điểm phân vân quá, từ từ đi, mình sẽ lấy mấy mấy mốc dễ trước. Cái này chắc là 99. Anh em sẽ bảo lấy 99. Chắc chắn rồi, lấy 99. Và cái mốc này thì sao? 98 FA, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Rồi. Cái này là bắt tu bắt LACA hay là chỉ định đây? Chúng ta phải cần một cái gì đấy. Mốc này có gì nhỉ? Mốc này có bắt tu bắt CC ý trời. Ý trời. Ý trời, bữa sau mà phân vân ấy cứ thế mà làm. Bữa sau phân vân cứ thế mà làm. Ôi đợi quà về nhá, ôi đợi quà về. Ok, và hiện tại quà cũng đã về hết rồi, chúng ta cùng nhận thôi nào. Ok, quà cũng đã về hết rồi đây. Rồi. Đầu tiên sẽ là quà đi. Đầu tiên, đầu tiên sẽ là BP đi. Đây. Đầu tiên sẽ là cái phần BP đi, 332 tỷ. 332 tỷ. Cộng thêm đâu đó khoảng 200 tỷ đó, 500 tỷ BB trắng rồi. Ui, nhìn phê thế nhở. Rồi, tớ phải gói cầu thủ đi, không để cho anh em đợi lâu nữa. Mình sẽ có gói JAV. JAV từ 3 tới 5 trước đi, mình có một gói JAV từ 3 tới 5. Trời thôi. JAV từ 3 tới 5. Gói này có lửa đấy, gói này lửa là cái sự chắc chắn rồi. Ui, Đức à. Đức CB lại color, nếu mà cộng 5 thì ngon nhỉ. Nếu mà ra cộng 5 thì tuyệt vời đấy anh em ạ. Ui cộng 5 luôn này. Sao quả này mở thẻ hết đấy nhỉ. Quả quả của ai nhỉ, quả của Hoàng Anh này mở thẻ hết vậy. Sao cộng 5 luôn. Có thật là hên vậy không nhỉ. Có thật là hên không. Rồi mình sẽ vô mấy cái gói mốc thường xem sao. Giờ như vậy là đủ rồi. 98 FA. Ra cờ, chỉ cần ra cờ gọi là mấy cái cờ lom dom như là Argentina CB là hiểu luôn mà. Đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy. Đấy, đấy. Argentina CB. Đấy. Nó đó. Nó đó. Rồi 99 EBF. Nghi nghi quả này là cờ cờ xứ Wales ta, nghi quả này cờ xứ Wales ta. Trời ơi. Cứu rồi. Hết cứu rồi, như vậy hết cứu rồi. Kết nối cam. Nghi ra ma thất đợt lít quá ta, nghi ra Hà Lan CB quá ta. Hà Lan ST là lúc đờ rông mà. À Tây Ban Nha, Tây Ban Nha lớn lưu. Ô. Mình không 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 biết, không biết, không biết. À ô ra ra ban ở con hàng này, con hàng phôi này mới mua. Bực mình đấy nhờ. Mình luôn à. Kết có FA hơn. Kết có FA hơn.
Trời ơi. Gói này ra Đức CM là bịp nhất, ra Đức CM là bịp nhất. Chỉ có Pháp CM mới ngon thôi. Ui bỉ. Con đi bỉ, con đi bỉ. 117 chết tôi mất rồi. Vô tổng hên. Tưởng mở như nào chứ, tưởng mở như nào, toàn min không là sao nhở. Ui. Bắt tù bắt. Có thêm là bắt tù bắt. Đương nhiên rồi, có đèn min của nó 115 thì có lửa nó là một cái sự chắc chắn. Ui bỉ, bỉ, bỉ CB, trời ơi lại nữa à. Vừa tổng hèn con hàng này mở ra 2 lần rồi đấy. Lại nữa. Có duyên thật sự, nó thề, không hiểu kiểu gì rồi. Không hiểu kiểu gì. Bắt tôi bắt là phải đề cuối cùng. Đừng, đừng CD mở pháp chứ, đừng CD mở pháp làm ơn. Tây Ban Nha, rồi, 200 tỷ, được rồi. Tạm ổn đấy. Ôi, Torres 250 tỷ. Dạ, ổn. Nó gọi là nó tiệm cận min. Một ngày có bắt tôi bắt cộng 8 cho tôi. Không thể đợi chờ gì nữa. Một ngày có bắt tôi bắt cộng 8. Rồi. Điều gì đến thì nó cũng phải đến mà thôi. Nãy giờ ra min khá nhiều. Ra min khá nhiều đấy. Làm ơn đi. Cho tôi một con nào đấy ngon ngon. Trời ơi, Alfonso David ở đầu luôn à. Khó vậy. Ui, Coratia, CM. Luka Modric, nếu là vậy là ngon đấy. Luka Modric 121, 775 tỷ. Ui giời ơi. Đây rồi. Nó gọi là ổn định anh em nhỏ. Vậy là ngon rồi đấy. Như vậy là ngon rồi. Ngon. Biết tại sao ngon không? Tại vì đội hình này là Real Madrid luôn. Đúng quả đội hình Real Madrid luôn mà. Này, đúng quả đội hình Real Madrid luôn. Trời ơi. Nó như một bức tranh vậy. Trời ơi. Mìn mồi nó khá là sâu nhỉ. Kiểu đầu tiên chúng ta có Casemiro. 2 con 112 và 3 con 111. Thôi như lúc nãy mình đã chốt. Đó là 4 vật. Cái này là gì nhỉ? Thể làm lại 100 tỷ mình sẽ không dùng nhé. Sẽ không dùng. Không dùng. Trời ơi. Và Casemiro 2 Batotti cộng 5. Ui. Kèo đầu tiên đi rồi à? Khó đấy nhở. Khó đấy nhở. Kèo thứ hai đó là Vazan. Lên được Vazan cũng được. Lên đập 2 kèo lên được 1 kèo. Hoặc là đập 2 kèo lên được 3 kèo thì nó cũng ngon. Bất nhiên đập 3 kèo lên được 2 kèo thì nó cũng ngon. Cái 100 tỷ đấy để cho Beckham nhé. 100 tỷ để cho Beckham. Không lẽ con này lại tật là làm gì mà khó tính như thế. Đúng không? Casemiro tật rồi thì Vazan này có khả năng lên đấy. Đây rồi. Lên được quả ba gian này cũng ngon. Lên quả ba gian này cũng ngon anh em ạ. Thôi cho Beckham phôi 5 con 113 đi. Cho Beckham phôi như vậy đi. Chúng ta có hai lần đập. Chơi rồi. Và David Beckham HG cộng 5. Đây rồi. Ui giời ơi. Tính ra là đội hình của em nó lại lên một tầm cao mới đấy. Ôi trời ơi, tuyệt vời đấy. Ok nhá Hoàng Ngân ơi, em có ở đây không nhỉ?